Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ năm nha anh em. Em lên sóng cho anh em một chiếc Cupra nha anh em. Đó. Anh em cần cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Đó, xe là tình trạng là rin 100%. Xe này đát 95 nha. Đây. Cầm đùm niền đồ rin hết, cặp vỏ trước sau còn theo xe. Xe này là chạy là đúng order chuẩn 6.000 cây. Bao với anh em không quay tua, không bắn tút, nói chung là không có dọn rửa, không có làm gì hết ha. Đúng 6.000 cây nha anh em, vỏ là inu Nhật đàng hoàng. Đây, xe 95. 6.000 nên vỏ nó cũng có hơi mòn nha. Vỏ 225 nè. Đó vỏ nè, Made in Japan. Dàn si là khỏi bàn nha, anh em dàn si là xuất sắc ha. Ở xe này thì cái bẩn này với cái mặt nạ là rin nha anh em. Bẩn Cupra thì loại này là rin nha. Cái baga này cũng rin luôn ha. Baga này thì không có thể chở ngừ được nha. Ngồi nó không được đâu, đau đít lắm. Cái này thì chỉ để làm kiểu thôi. 6.300 cây nha, xuất sắc. Bàn hờ là cực đẹp, xi nhan là cực đẹp nè. Chìa phá là chìa rin. Cái bẩn này không cũng rất là giá trị ha. Cặp cớp cũng bao đẹp nha anh em, cặp cớp là tuyệt đẹp luôn. Đó, gác chân chống nghiêng nè, không có dặm sơn, không có xịt sơn bậy bạ ha. Chưa có vệ sinh kỹ, chống đứng là còn sơn rin luôn. Cần số là nè, anh em thấy không, cần số này rất là đẹp ha. Lồng là còn sơn rin nha. Đó, xe mà chưa dọn thì lồng đúng cái chất sơn rin nó phải vậy nha anh em. Chứ nếu mà đen hôi là chắc chắn là bị xịt sơn lên, còn cái này là bao, chưa có dọn gì hết. Bánh sau nè. Đó, cốt nè, anh em nhìn cốt bát nè, mới tinh. Vỏ là trước sau là còn một cặp luôn nha anh em. Đây, tháng 11 năm 95, hộp sơn nè, sơn rin 100%. Ở xi nhan là tê tái ha, xi nhan nè, hột đẹp, nói chung là xe đẹp hết nha. Chạy mới có 6.000 rồi, không có qua dọn rửa vệ sinh bậy bạ gì hết. Cặp cốp nè, tuyệt đẹp. Cớp bên đây chưa có bị xước nhiều luôn nha. Đa số nếu mà cớp bên đây mà chạy nhiều á là nó bị xước lông mèo. Còn cớp thì không có bị gì hết ha. Lốc nè, không có dặm tốt gì hết nha anh em. Đạp hắn đẹp nè. Nói chung là đẹp hết nha. Xe đi mới có 6.000. Xe này cây bô thì bị cắn ngay đây nha. Anh em nào lấy thì đưa cho cây bô khác nha. Bô này bị cắn rồi, không có xứng đáng với cái xe này nè, do vận chuyển á. Còn dàn si nè. Họ xe này em bán là giá là 41 triệu nha. Anh em cần cứ alo em. Số em là 0933 207 208. Đó, cái đời này rất là tơi ha. Honda nè, 50 nè, STD nè, đó. Tại vì cái xe này giá cao là do là nó order chuẩn 6.000 và thứ hai là rin 100%, cặp vỏ trước sau còn theo xe. Xe đẹp đàng hoàng, dàn si là chải ke, lốc đẹp luôn. Nói chung là đẹp hết, cặp cốp đẹp luôn. Cái bẩn này đẹp nè, mặt nạ ok luôn. Ở xe này thì cái dè nó chỉ có lỗi ngay đây xíu thôi nha anh em, nhưng mà dè này là dè nhựa màu nên mình chỉ cần chùi bóng là nó đẹp ha, còn lại là ok hết. À, dây nè anh em thấy không, đầu cái đầu nè rất là đẹp ha, bảy màu hết nha. Đi mới có 6.000 thì đâu có nhiều, đối với dòng cúp mà đi 6.000 thì rất là ít ha. 41 triệu, anh em cần alo nha. Xe này là để đi là cà phê là hết bài nha, tại vì xe mình nè mình chỉ đi một mình được thôi à. Rất là ngầu luôn. Với cái thứ hai là nó có cái này nè, ở hai cái mặt nạ với cái bẩn này rất là đẹp, nó hợp với cái đuôi xe này ha. Với lại cái xe màu xanh á, màu xanh này mà để cặp cốp trắng nữa là nhìn nó y như là đúng bài luôn nha anh em, không thể nào chê vào đâu được. Ở xe anh em thấy xin cái xe có duyên không, rất là ngầu ha. Ở cái mũi này là mũi rin đàng hoàng nha anh em, cái này là rin hàng đồ chơi Nhật nha. Cái này mua hình như cũng gần cả triệu á, anh em cứ lên mạng kiếm đi. Cái này nè, riêng cái này thôi nè, gần cả triệu á. Ở cái baga này nó cũng rất là giá trị nè. Baga này chắc của cánh én hay là 81 gì đó. Baga này nếu mà tháo bán cũng cả triệu bạc ha. Một cái baga đời hấp mà cỡ này ha. Cái mặt nạ này là rin đàng hoàng nha. Nó có một cái chữ nữa nhưng mà hiện tại là bị mất cái chữ. Nó tự bệnh vậy, nó bị mất cái chữ. Anh em có thể mua cái chữ gắn sau cái chữ nó để là Cupra. Ở này nó hay ốc vít nè. Dàn si là thôi chảy ke, mới từ trong ra ngoài luôn nha anh em. Đi mới có 6.000 à. Bao với anh em là không quay tua, không dọn gì hết nha.
95 thì tới nay nó cũng gần 30 năm mà còn cái này là quá cợt rồi. Em nhìn nè, mới từ trong ra ngoài luôn ha. 41 triệu nha, anh em cần cứ alo em, số em là 0933 207 208. Xe quá đẹp. Xe này là nhìn nó cưng đừng nói tới luôn. Pha đèn nè. Pha đèn đẹp, xi nhan đẹp. Xe này thì cặp kiến nó bị lai kiến đồ chơi nha anh em. Kiến này là không có chữ nghĩa gì hết. Giống giống kiến 67 gì đó. Anh em thích thì có thể đổi cặp kiến khác ha. Giò gà nè, anh em nhìn chi tiết bên trong giò gà nè. Mới tinh luôn ha, từ trong mới từ trong ra ngoài. Đó nè. Đó, ba thắng rồi nè, y như là mới xi lại. Vỏ thì vỏ Nhật trước sau một cặp. Yên là yên rin nha, bình xăng thì nó cũng có hơi xuống ha, bình xăng cũng có hơi xuống, nhưng mà tại một chiếc xe nguyên bản không có dọn hết thì nó cũng phải có lỗi này lỗi kia nha anh em, chứ anh em muốn hoàn hảo thì ví dụ mình mua chiếc xe này về rồi mình có thể châm đồ vô sau, chứ anh em xe mà hoàn hảo nó khó lắm. Một chiếc xe mà nguyên bản không không đụng không rửa không dọn gì tới thì nó còn cỡ này là quá cợt rồi ha. Đó, anh em thấy chiếc xe qua ông đi mới có 1000 mấy mà nó còn nổ tùm lum nữa, nó chỉ chiếc này đi 6000, còn cỡ này là quá đẹp rồi. 41 triệu nha, bọn em muốn vàng màu này cứ alo, tại vì vàng màu này cặp cớp nó rất là giá trị ha, cớp dữ. Máy nè, lốc nè, không giảm tút nè. Đó, chi tiết nè, cốt quá là 7 màu từ trong ra ngoài hết nha, đó anh em thấy không? Không đặc biệt, hai cái này không có xịt sơn. Anh em nhìn vô chiếc xe, hai cái này bị xịt sơn là anh em biết nó cũ dữ lắm. Còn riêng là bên này cái này là không có bị xịt sơn bậy bạ nè. Đa số xe dọn là nó sơn là hai cái phần này hết. Hộp sơn rồi nè. Chảy ke ha. 95 xe đắt 95 mà còn cái này là quá đẹp rồi nha anh em. Cặp cấp trắng và cặp xe màu này nó nhìn nó tơi gì đâu luôn. Rồi thêm cái bẩn này với cái mặt nạ này nữa. Nói chung cái xe này nó dọn từ bên Nhật nha anh em, dọn từ bên Nhật mà có này đầy đủ hết đồ chơi. Dọn quá đẹp luôn. Có hầm Mỹ ha. Rồi anh em cần cứ alo em 0933 207 208. 41 triệu anh em nào mua thì em đổi cho cái bô nha, bô này bị cắn. Đó, giò đạp nè. Tê tái. Nói chung là đẹp hết nha. Lốc không giảm tút mà cái này nè, đạp hắn cũng đẹp nè. Bộ câm thôi là nhìn là đủ tê nha anh em, tê tái. Này trống nè, còn 7 màu hết. Nhìn nó hạt lắm nha anh em, xe mà mình nguyên bản nhìn nó hạt lắm anh em thấy không, nó cũng vẫn có tì vết chứ không phải mà nhìn mình bóng lưỡng hết luôn, nhìn nó kỳ lắm. Mấy xe đó là mấy xe có dọn lại nó mới bóng lưỡng, còn cái này anh em thấy không, nó cũng vẫn có tì tì nhìn nó mới đã được, chứ bây giờ mà bóng lưỡng từ trong ra ngoài á nhìn nó kỳ lắm, cặp kép quá cặp luôn. Ở bà ga này ngồi chắc không được ha, ngồi thử coi, ngồi không được nha anh em, bà ga này ngồi đau đít lắm. Đó bà ga nè, chảy kè. Sơn cái màu này là rất là đẹp ha, màu này xanh kêu là xanh dép lào nhưng mà dép lào nó hơi đậm hơn ha. BB56. Rồi anh em có nhu cầu alo em nha, số em là 0933 207 208 ha.